phun xương tạo độ ẩm. Cornea GI05 có dung tích là 4 lít, có thể sử dụng được khoảng tầm 8 tiếng, tức là dùng qua đêm thoải mái. Máy để sử dụng thì anh chị đổ nước vào đây, đây có một cái núm vặn nhá. Ở dưới có một cái gioăng cao su, anh chị để ý này, nếu mất cái gioăng này có thể nước nó bị giò đấy. Tiếp theo nữa là ở đây nó có một cái phao này. Đây. Ở dưới đây nó có một cái phao nhá. Rất nhiều anh chị bán nó không hoạt động tại vì cái phao này khi mà trong quá trình vận chuyển nó rơi ra ngoài thì là nó sẽ không hoạt động. Cái phao nó nằm ở đây. Và có cái nắp đậy này vào. Đấy, anh chị để ý hai cái đó nhá. Bây giờ em sẽ thử test đậu phun xương cho anh chị xem nhá. Hai cái đầu nó có thể tách làm phun làm hai phía hoặc là phun làm một phía này. Sau nó có ở phía sau nó có một cái công tắc. Đây anh chị nhá. Để tắt đèn hoặc bật đèn cho chế độ làm đèn ngủ ban đêm. Đây anh chị xem phun xương này. Nếu mà phòng có điều hòa thì anh chị có thể để chế độ khô và bật phun xương lên để nó tiết kiệm điện. Hoặc là nếu mà không có điều hòa thì anh chị bật lên nó sẽ làm mát phòng là khoảng tầm 3 đến 4 độ. Để trước cái quạt đấy, sau đó bật cái phun xương lên thì cái hơi xương nó làm mát. Cảm ơn anh chị đã quan tâm gia dụng Aloma. Anh chị nhớ đăng ký để xem các video sản phẩm mới. Xin chào anh chị.